Sáng 21 tháng 10, dàn xếp với phóng viên báo giao thông, đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco cho biết, hiện tại tài xế và phụ xe buýt tuyến 47 bờ mang băng kiểm soát 297.984 đã bị đình chỉ làm việc để lên tiếng giải trình về sự việc bị người dân tố đánh người trên cầu Vĩnh Tuy tối ngày 20 tháng 10. Trước đó, trên mạng làng mạc hội Facebook lan truyền hình ảnh và nội dung, khi đang chạy trên cầu Vĩnh Tuy, người đàn ông đi xe máy E3D thấy xe buýt tuyến 47 bờ mang băng kiểm soát 297.984 chiếm trọn làn xe máy còn bấm còi yên ử nên bức xúc ngoái lại yêu cầu đi đúng làn. Tuy nhiên, thay vì di chuyển về đúng làn đường, cả tài xế và phụ xe buýt tuyến 47 bờ hùng hổ cầm tuyếp sắt xuống giục túi bụi vào người nhắc nhở. Phụ xe giật mũ bảo hiểm tán vào đầu nạn nhân, nếu không có người can chắc chúng đánh người đi xe máy đến chết, người đăng tải nội dung viết và cho biết, sau khi đánh người, tài xế biết còn rút luôn chìa khóa xe máy để mặc nạn nhân. Thông tin đăng tải thú vị sự đông đảo của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến lên án hành xử côn đồ của lái và phụ xe buýt tuyến 47 bờ.